bạn thân mến nha, hôm nay mình đi ra cái sọt chứa rác nè các bạn. Mình trồng khoai lang tây nha. Cái này toàn là rác không nè nha các bạn, chứ không có đất. Mấy cái cỏ với mấy cái cây mà uống lá rồi đó, mình đem ra đây, mình thải ở đây thôi, không có miếng đất nào hết á. Toàn là cỏ rác không à. Đó, bây giờ nó lên mỏng rồi các bạn, giờ mình đi trồng nha. Mình chỉ môi vậy cái mình lắp rác lên thôi à, là nó lên thôi à. Đó, mình lắp rác lên rồi mình môi ở đây nữa, hết pin rồi. Đây nè, đây đó nè, mình đó, mình chỉ môi vậy thôi cho mình lắp rác lên nè à. Rất là dễ các bạn, tại rác nó xốp lắm á. Mình trồng vòng vòng đây, mình để xuống dưới đây toàn là rác không à. Rồi mình lắp lên thôi, tại rác nó xốp á các bạn, nó cũng dễ lên lắm. Đây nè, rác không à, chứ mình muốn nó lên nó nhảy con ra, nó nhảy ra nhiều lắm. Đây nè, còn mấy củ nữa nè, nè các bạn thấy không, rác không à. Rồi mình lắp rác lên thôi à, rác thôi chứ không có miếng đất nào hết nha các bạn. Đây rác thôi, để lên. Rồi bữa nay có ít khoai quá, bữa nào phải mua mớ nữa. Đây mình để đây một củ nữa ha, đây mình để đây một củ nữa nè, mình lắp rác lên. Ông xã mình thì trồng ở bên kia rồi, bên kia nó cũng giống rác như vậy nè. Đó dễ lắm, khoai lang tây rất là dễ trồng. Đó mình chỉ lắp rác lên thôi à, đó rác thôi à các bạn ha. Mình bỏ khoai lang tây xuống hết rồi nè, đó. Đây củ khoai cho rác lên, thế là xong. Toàn bộ là rác không nha các bạn, không có đất. Tại vì rác mình chứa ở đây á, rồi cái mình thải khoai lang tây lên. Mỗi bữa nay mình còn lắp mấy cái rác lên, chứ mỗi khi mình rải lên đại nó cũng lên rồi các bạn. Rồi chờ khi nào mà thu hoạch á, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Khoai lang tây trồng không cần đất, mà chỉ cần trồng với những cái rác cỏ là được rồi, nó cũng lên tốt lắm và củ nhiều lắm á các bạn. Đó bây giờ mình xới mấy cái rác lên nhé các bạn, nhưng mà rác này nó cũng rã ra thành thành phân rồi đó các bạn, mà chỉ là rác thôi nha. Hồi mùa rồi á, mùa này nó rã ra nhanh lắm. Giờ mình đi trồng cái khoai đỏ, tuốt đằng đó xa quá vậy khó lấy, mày mốt phải đi vòng vô trồng. Vâng. Trồng xa ăn bụi để cho nó nhảy con. Vâng lên. Này khoai lang đỏ, khoai lang đỏ vâng. nó ra cái củ màu đỏ đẹp lắm các bạn. Mình không có leo trèo vô được, cái ông xã không leo vô trong còn trồng. Đó thấy một củ bên đây, một củ nữa. Rác đó, mình thảy lên rác cũng được nữa các bạn. Cái này rất là dễ trồng. Nó rác không á, mùa rồi là rác không mà mùa này nó đã mục rồi đó các bạn. Đây nè, còn bên đây nè, mình cũng đã trồng rồi á các bạn. Ở bên đây là toàn là rác không nè ha, cỏ với rác không, mà mai mốt nó cũng lên nữa. Dễ lắm, không cần đất, cho vô cái bồn rác là được rồi. Bữa nay khoai lang tây của mình nó tốt chứ không các bạn. Mình trồng trong mấy cái sọt mà đựng lá cây nè. Đó. Rác không trong đó đó. Mà rác này rác sạch nha, chỉ lá cây ở trong sân vườn của mình thôi nè. Trời ơi, nó tốt ghê không các bạn. Mình đâu có cần bỏ phân gì đâu. Tại vì mấy cái rác đó nó là phân rồi. Rồi cái năm nào mình cũng trồng trong đó đó. Trồng mỗi một cái bồn rác vậy là mình trồng vài củ thôi à, mà nó nhảy ra các bạn chừng khoảng bên đây chừng 5-6 củ à, bên đây nhiều hơn thì khoảng chục củ đó. Mà nó có hai loại ha các bạn ha, cái loại khoai lang tây màu đỏ thì nó ra cái bông đỏ nè, thấy không đó, nó ra cái bông đỏ đẹp vậy không, cái bông màu hồng. Wow, phải lăn tay.
Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay tới ngày mình thu hoạch khoai lang tây nha các bạn. Khoai lang tây mình trồng trong cái sọt này nè. Mới nhổ ở trên cái sọt rác nè. Sọt này mình chỉ đựng rác thôi à. Đây. Chà, củ cũng nhiều quá nè. Nhổ mới có gốc mà củ nhiều quá. Củ nhỏ 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 ha. Nhổ gốc. Mới có gốc bên đây thôi nè, còn bên đây nữa nè. Còn bên đây với lại cái clip bên kia nữa. Quá chừng củ nhỏ nhỏ, mình thích ăn mấy củ nhỏ nhỏ vậy á, cho nên mình không có để bự lắm. Bên đây nữa nè. Bên đây quá chừng nè. Ôi. Đây nhiều ghê không các bạn. Đây nữa nè. Quá chừng củ luôn. Trồng ở trên rác này nè. Nó rất là dễ trồng. Nó có củ nhiều hơn là lúc trước mình trồng ở dưới đất đó, nó không có củ nhiều. Mà rất là khó đào nha các bạn. Mình trồng ở đây dễ đào nè. Đó, giờ mình bóc lên. Củ to ghê hơn các bạn. Thấy không? Củ to ghê hơn. Đó. Mấy cái củ nhỏ nhỏ vậy chứ ăn ngon lắm á. Mình không cần lột vỏ đâu. Còn mấy củ nhỏ tuốt ở dưới nữa kìa. Mấy củ đó cái mình rửa sạch, cái mình luộc thôi à. Đây nữa nè. Đây, củ. Mình trồng ở dưới rác á, nó cũng không có đa bám đất nhiều ha các bạn. Đó, dưới toàn là rác không rồi, thấy không? Rác mục rồi nè các bạn. Rác nó mục rồi. Ồ, mới có gốc mà được một thùng rồi nè các bạn. Gần nửa thùng rồi nè, quá chừng cũ luôn. Bởi vậy, nhiều năm trước mình trồng dưới đất thất bại, nó không có củ nhiều. Mà phải xới đất đồ cực lắm. Còn mình trồng ở đây mình thảy khoai xuống, cái mình lắp rác lên là không có cần... xới đất gì hết trơn mà không cần bỏ phân luôn các bạn, tại vì rác này nó là phân rồi. Nếu mà các bạn thích á, trồng giống như mình vậy nè, tại vì rác này nó đâu có dơ đâu các bạn, lá cây rồi không à. Trồng ở đây trong này thì nhổ thì nó cũng hơi khó thiệt. Những củ nhỏ còn dưới cũng nhiều ghê. Qua bên đây nè, đi qua bên đây nè. Đặt cái đó bỏ đi. Cái đó chưa có trái đâu. Này hả? Tại vì khoai lang á, mình trồng á, 2-3 đợt. Mua về ăn cái thấy nó lên mọng, trồng lên mấy cái này mình thải sau nè. Cho nên nó không có kịp có củ. Nó có kịp củ thì để nó đi. Để đi và sẽ đào sau. Qua bên kia đào đi. Mấy cái này để đào sau đi. Tôi đào sau cho. Hoa khoai lang tây rất là đẹp hả các bạn ha. Ôi, hoa đẹp tuyệt vời luôn. Cái hoa nó màu hồng này á, là củ khoai á, nó màu hồng đỏ. Màu đỏ đó, củ khoai nó đỏ đỏ cho nên nó ra hoa đỏ đó các bạn. Mình thích cái hoa này ghê luôn nè. Đó. Mình phụ trách quay phim thôi, ông xã mình đào, nói đào chứ nhổ, nó dễ nhổ lắm, nó nhẹ te à. Mình trồng dưới đất khó nhổ hơn nha các bạn. Cái thùng đỏ đầy một thùng rồi, ở đây sắp đầy một thùng nữa rồi, thùng trắng sắp đầy nữa rồi nè. Mình nhổ khoai lang tây vô xong, cái mình vô cái mình là nấu luộc lên. Mình ăn với lại xúc xích Naki á các bạn. Ăn với Naki. Đó, rồi bắt đầu cái mấy cái bụi phai này nè. Mình đi thảy qua bên đây. Ôi, ở đây nó có cái củ màu đỏ nè. Ừ. Củ nhỏ xíu mà màu đỏ nè. Đây nè các bạn, khoai đỏ nè. À, mình nói là cái bông đỏ thì nó ra khoai đỏ ha. Mà ít có củ khoai đỏ lắm. Ít thôi à, có mấy củ à. Khoai trắng nhiều. Có nhiều củ nó chưa có bự nữa nè. Nè ở đây nè. Ôi,
nè, ở đây nó còn mình ổng 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 nhổ mà còn đây mấy cây nè, ổng nhổ quăng qua đây, đây còn hai củ nè, mình nhổ ra hai củ màu đỏ đẹp ha các bạn ha. Nhưng mà mình thích ăn mấy cái củ nhỏ này lắm nè đó, mấy cái củ nhỏ ngon ghê chưa, thấy không, trời lạnh đó, cái tay mình cũng đỏ đó các bạn, mà cái tay mình làm nhiều làm cực vậy chứ cái tay mình lúc nào cũng đỏ đó, mình làm việc suốt ngày, đi suốt trái suốt ngày mà bàn tay cũng đỏ chứ không có bị tái. Đó, hai củ, mấy củ màu đỏ đẹp quá à. Mình thích phai đỏ lắm, có mấy bụi phai đỏ à, phai đỏ, cái phai đỏ đó mình trồng sau nữa đó cho nên củ nó không có được to, cái pha mấy củ mà bự bự trắng hồi nãy là mình trồng trước rồi mình mới mua phai đỏ mình trồng sau, tại mình kêu ông xã mình đi mua phai đỏ về cho mình trồng, ổng mua đâu có mấy củ à, về trồng mà nó cũng ra ra củ nhiều ghê nè. Ôi, ổng thảy qua đây, ổng thảy qua đây ổng chưa kịp lấy nữa nè, còn quá chừng có nhiều củ nó ra còn nhỏ xíu ha các bạn ha. Đây ổng thảy qua đây nè, ổng thấy nè, thấy không, củ nó ra còn nhỏ xíu, nó chưa có lớn nữa là mà thôi sẵn đào thì đào luôn nè. Đây dưới đây nữa nè, ổng thảy qua đây mà không thấy nè, đây màu đỏ đẹp ghê ha, giống như hồi đó mình mới tới á, phần lan á, mình không biết, mình cứ tưởng cái củ màu đỏ này là phai lan không à, mình mua về mình luộc mình ăn mình nói ủa sao phai lan gì kỳ quá, tới chừng mà tại lúc đó cũng chưa có giỏi tiếng nữa, nhìn lại là nó cũng là chữ Beruna mà Bunaenen Bunaenen Beruna, đây nè nó màu đỏ nè. Đỏ vàng hai loại phai. Rồi được đầy một thùng nữa rồi. Còn mấy bụi bên kia chắc chưa chưa có củ đâu, chờ vài bữa nữa đi. Chờ nó không có củ đâu, củ nhỏ nhỏ uổng lắm. Nó mới có ra bông à. Đó cái bụi mà hồi nãy có bông đó, nó mới ra bông à. Đừng nhổ. Còn dính củ bên kia. Còn dính củ mà sao liền vậy? Liễn mà liễn nhỏ nó dính thì nó dính chứ tôi có biết đâu. Nó còn dính củ nhỏ bên đó. Mấy củ nhỏ nhỏ lấy đi đừng bỏ, mấy củ nhỏ mình luộc mình không cần rửa ngon lắm. Đang củ nữa nè. Tại ổng mang bao tay không lấy luôn. Lấy củ kia vô kìa. À, đang củ nữa nè. Lấy cái thùng rồi. Nhiều quá, đầy hai thùng rồi mình phải đi lấy một cái thùng nữa rồi. Đây là những cái trái á, nó mọc ở trên nhánh của cây phai lang tây nè các bạn, mình mới biết á. Hồi năm rồi thấy đâu có đâu ta. Hồi năm rồi ông xã mình nhổ, mình không nhổ mình không biết. Những cái trái giống như trái cà non ha các bạn. Đây là trái. Năm rồi bà không biết bà thả vô. À, năm rồi tại ông xã mình nhổ rồi mình mới ra cho nên mình không 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 thấy cái những cái trái ở trên cây phai lang này, năm nay mình ra mình coi ông nhổ mình mới thấy những cái trái nó trên cây phai lang quá chừng luôn nè, mới đầu mình nhìn nó mình tưởng là trái cà quá chừng luôn nè, y như trái cà hả các bạn, giống như những trái cà nhỏ nhỏ vậy nè, thấy không. Đây, và bây giờ mình bỏ hết mấy cái bụi này nè lên trên sọt rác nha các bạn, bụi mình bỏ hết vô đây vô sọt rác lại làm rác tiếp, cho vô sọt rác lại vậy chứ nó nhanh thiêu hủy thành rác lắm á, lát ông xã lấy cái kéo ông cắt nhỏ 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 ra, ông cắt ra nè, đây nó cũng có ra củ nhỏ nữa nè, nó cũng ra củ nhỏ nhỏ nữa nè các bạn, nó ra củ nữa nè. Nhưng mà lạnh quá rồi chắc nó lớn không nổi luôn rồi. Nó còn củ nhỏ nhỏ nữa đó. Đó, bây giờ á, những cái bụi phai á, mình đã nhổ lên lấy củ hết rồi các bạn ha. Bây giờ còn mấy cái cây phai á, thì ông xã mình lấy kéo á, cắt nhỏ 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 ra cho nó mau thiêu hủy thành phân ha các bạn. Trong đó còn mấy bụi nữa kìa. Chắc nó còn nhỏ quá, nó chưa lên củ á.
Để đi vài bữa hãy nhổ ha. Có mấy bụi nó lên sao á, nó chưa có cũ. Thì để đi. Nó cắt nhỏ nhỏ vậy á các bạn. Cho nó nhanh tiêu hủy. Và đây mình đã thu hoạch được 2 thùng khoai lang tây đầy nè các bạn. Tưởng đâu là còn nữa, ai ngờ đâu á là nó chỉ có 2 thùng thôi. Còn những cái bụi kia nó nhỏ quá, nó lên sao á, nó chưa có cũ, cho nên mình chưa có nhổ thôi. Nó nhỏ quá, nó chưa có cũ, tại vì trồng trước trồng sau á các bạn. Rồi đây những cái cây mà khoai lang tây ha, mình đã lấy cũ hết rồi ha, mình lấy được 2 thùng nè. Còn những cái cây này thì cho nó lên cái sọt rác cắt ra làm phân. Trồng trong sọt rác này rất là dễ ha các bạn. Thấy không, củ tốt gì không các bạn. Không, nó không có dính đất nhiều thấy không. Có mấy củ nó tuốt ở dưới á, thì cái phân á, nó hơi thành đất nhiều á, thì nó còn ra đất. Các bạn thấy không, mấy bữa nay mưa á, mà nếu mà mình không đào á, mình sợ cái củ nó lên mọng luôn á các bạn. Cho nên bữa nay nắng mình ra mình đào nè, mình không đào sợ nó lên mọng á. Mưa xuống cái củ nó sẽ lên mọng, nó lên cây tiếp nữa, cho nên ra đào hồi năm rồi đào trễ quá, có những củ nó lên mọng luôn á các bạn. Mình thấy khoai lang đỏ đẹp ha, cái này mình chưa có rửa nha các bạn. Vô rửa sạch sẽ thấy cái màu nó đẹp lắm. Củ to to không ha. Bên cái thùng kia, thùng mà bên đầu tiên á, củ nó hơi nhỏ là tại vì mình trồng sau. Còn mấy cái củ to này là mình trồng trước. Còn mấy cái củ đỏ đỏ là mình trồng sau nữa nè. Trồng tới 3 đợt lận. Đó. Với lại có lẽ là nó cũng 3 loại giống khoai lang tây, cho nên củ nó khác nhau. Cái loại củ bự này thì giống củ to. Nó còn mình thì lại thích ăn mấy cái củ nhỏ nhỏ giòn giòn vậy nè các bạn. Giòn giòn vậy nè ăn nó ngon lắm, nó dẻo lắm. Còn mấy cái củ to này á, thì mình làm giống như là Peruna nhừ ra, Peruna sốt xề á. Mình nấu xong cái mình đánh nhừ ra cho nó mềm ra, cái mình cho sữa mình đem đi nướng cũng ngon lắm. Đó, bữa nay là có khoai lang tây ăn cả tuần lễ rồi ha các bạn. Thích ghê, mỗi khi trồng khoai lang tây mà thu hoạch là thích nè. Còn khoai lang của mình á, mình trồng trễ quá. Khoai lang mình trồng trễ quá, chắc nó không có củ. Củ nhỏ 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 nhỏ. Vậy chứ nó cũng còn ra củ nhỏ nhiều ghê á. Cũng ra củ nhỏ. Mà bây giờ nhổ là vừa rồi, vài bữa nữa lạnh nó nhổ không nổi, trống tay luôn á. Tuần rồi lạnh quá. Tính nhổ là tuần rồi mà lạnh quá, là chờ tuần này nó ấm chút, nay mặt trời, có mặt trời á các bạn. Rồi, thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn xem video trồng khoai lang tây và thu hoạch khoai lang tây vui vẻ nha. Nếu mà thích trồng theo cách của mình á, thì trồng rất là dễ nha các bạn. Các bạn đóng những cái sọt rác giống vậy đó. Cây, mấy cái sọt cây á, cái mình cho rác vô, cái mình thải củ khoai lên mình trồng à, không có cần phải tốn đất tốn gì hết trơn á, rất là tiện lợi ha, mà mình không cần bỏ phân luôn nha các bạn. Ở đây mình thấy người Tây á, người ta trồng á, ngoài đất á, người ta cũng phải cho phân nữa các bạn, nó mới có củ. Còn này mình trồng đo trong cái sọt rác á, là rác phân á, nó đã thành phân rồi, cho nên nó tốt gì không nè các bạn. Năm nào mình cũng trồng như vậy á nè, chỉ có vài củ thôi à, một sọt rác vài củ thôi mà nó ra được 2 thùng nè. Rồi một lần nữa chào tạm biệt các bạn, bye bye. Nếu mà thích video của mình á, thì xem ủng hộ cho mình nha các bạn, và cho mình xin một like, và ai mới tới á, thì đăng ký kênh sẽ nhận được video mới khi mà mình mới ra nha, bye bye.